không thể nào mới hơn nữa nha anh em. Rồi em xin giới thiệu với anh em mình một con Vision. Con này đời 2023 nha. Còn rất là đẹp luôn. Xe đi ô tô mới có 1.500 cây thôi. 1.535 km nha anh em. Còn rất là mới, rất là đẹp. Rồi để em đi chi tiết cho anh em mình tham khảo. Đó, xe ốc tán rồi anh em coi vàng trắng tinh nha. Cuộc phóng đồ cũng còn rất là đẹp luôn nè. Đó, chưa nổ, chưa chạy xước gì hết nha anh em. Vỏ zin theo xe một cặp luôn, trước sau ha. Còn phắn gai đồ đầy đủ nè ha. Đắt vỏ 2023 theo xe. Đó, ốc chẳng ba chẳng bọng rồi anh em mình coi trắng tinh hết trơn nha. Góc cạnh đồ đầy đủ, chưa có mở, chưa có đụng chạm gì tới đâu. Con này hôm qua em xách em chạy cũng rất là ok nha anh em. Quá ok luôn. Xe mấy dòng này mà chỉ có 1.000 mấy cây thôi thì anh em biết rồi, xe đi siêu lướt luôn ha. Đó, giá trên yên luôn nè. Vision 2023 giá 27.5 nha anh em. Lốc liếc đồ sơn ghi hết trơn nè. Đó, ốc tán đồ trắng tinh ha. Cái cụm này hết biết nó đẹp rồi anh em ơi. Đó, xe đi ít ha, bởi vì còn rất là đẹp luôn. Y gan là mới sức xưởng ra vậy đó ha. Chân chống dựng rồi, chống nghiêng rồi, còn ghi hết trơn luôn. Đó, chưa có một giọt sơn lạ nha anh em. Đắt vỏ sau ha. Đắt vỏ sau cũng vậy cui nè. 2023 ghi theo xe luôn nha anh em. Đó, vỏ 2023. Nước gam, cái màu gam nhôm của cái máy nhìn còn rất là đẹp nha anh em. Đó, xe này đậu không à. Đúng chắc xe 1.500 cây nha. Quá đẹp luôn. Đây. Bình xăng nè, nắp xăng đẹp ha. Còn hai cái gương. Xe này tiếc cái bị mất hết một cái chìa khóa anh em ơi. Đó, còn có chìa. Là 2023 ha. Máy móc thì khỏi bàn luôn. Máy chạy như xe điện vậy đó anh em. Đèn đốm đâu nè. Cái đèn Vision rất là sáng nha. Cái đèn Vision mặc dù bật code đó, bật xuống đó, nhưng mà nó rất là sáng luôn. Rồi, quá mới rồi, không còn gì để tả nữa anh em ơi. Máy cực kỳ êm ha. Rồi 27 năm cho một con Vision đời 2023 nha anh em. Anh em nào thiện chí cứ nhắc máy kết nối với em nha. Cảm ơn em mình rất là nhiều.